Trung Quốc, Nga và Iran cùng nhau tổ chức tập trận chung hải quân ở Ấn Độ Dương. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Surfshark. Bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Surfshark để bảo vệ bản thân mỗi khi lên mạng. Tổng thống Biden đang đối mặt với rất nhiều thách thức ngay trong vài tuần đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống cái mới nhất, cuộc hội họp của Liên minh Ma Quỷ. Đúng vậy, Nga, Trung và Iran đang tổ chức tập trận chung hải quân ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ hẳn phải phấn khích lắm. Cuộc tập trận chung hải quân lần này sẽ diễn ra vào giữa tháng 2. Đợi đã, giữa tháng 2 ư? Tôi biết đây là gì rồi. Một dịp lễ mới. Cứ nhìn vào thành công của ngày lễ Galentine Antel Valentine mà xem. Nên hiển nhiên, bước tiếp theo sẽ là Ngày lễ Valentine. Ngày ăn mừng những kẻ đại ác ưa thích nhất. Và hải quân của chúng nữa. Theo đại sứ của Moscow tại Tehran, cuộc tập trận này sẽ tập dượt công tác tìm kiếm và cứu hộ và đảm bảo sự an toàn của vận tài biển. Những cuộc tập trận tương tự cũng được tổ chức vào năm 2019. Nghe này, những cuộc tập trận mới này được thông báo không lâu sau khi hàng không mẫu hạm duy nhất của Mỹ ở Trung Đông USS Nimitz được lệnh quay trở về Mỹ. Năm ngoái, chính quyền Trump đã lệnh cho Nimitz ở lại khu vực này vì những căng thẳng leo thang với Iran. Nhưng theo tờ New York Times, vì tổng thống Biden đang chuẩn bị tái ký thỏa thuận hạt nhân Iran mà Trump rút ra trước đó, ông đã lệnh cho tàu quay trở lại cảng nhà tại Washington. Nhưng một liên minh giữa Nga, Iran và Trung Quốc đang khiến quân đội Mỹ khá lo lắng. Tuần qua, Lãnh đạo trung tâm chỉ huy trung ương Hoa Kỳ tướng Kenneth McKenzie đã có bài phát biểu chủ chốt về những đe dọa từ những nước này. Ông nói, Hoa Kỳ đang đối mặt với cạnh tranh ngày càng tăng tại Trung Đông từ Nga Trung. Cả hai đều đang cạnh tranh quyền lực và ảnh hưởng thông qua sự kết hợp của ngoại giao, quân sự và kinh tế. Trung Quốc có lợi ích đặc biệt trong khu vực. Trung Quốc mua một nửa lượng số dầu thô sử dụng từ khu vực Trung Quốc tiếp tục nuôi dưỡng các mối quan hệ thương mại, đầu tư kinh tế và hợp tác toàn diện với các quốc gia trong khu vực. Trung Quốc sử dụng sáng kiến Vành đai Con đường và Hành lang Kinh tế Trung-Pakistan để mở rộng ảnh hưởng và hiện diện trong khu vực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đang tiến hành tập trận chung hải quân cùng Úc và Nhật Bản, rõ ràng là nhằm gửi một thông điệp tới Trung Quốc. Theo một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, Cuộc tập trận là để đảm bảo sự kết nối giữa căn cứ Guam và các căn cứ khác nếu bị tấn công từ Bắc Kinh. Phát ngôn trên được một tướng Mỹ đồng tình nói rằng Trung Quốc và Nga có thể khiến các căn cứ Mỹ ở hải ngoại ngày càng gặp đe dọa. Để đối phó, không quân phải dần chấm dứt sự phụ thuộc vào những căn cứ không quân được thiết lập đầy đủ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ hạn chế trong tác chiến. Nhưng bên cạnh các cuộc tập trận này, dường như USS Nimitz đã thực hiện chuyến đi ngắn khác và giờ đang nhập hội cùng một hàng không mẫu hạm khác để diễn tập tại Biển Đông. Đây là hoạt động tự do hàng hải đầu tiên với quy mô lớn nhắm tới Bắc Kinh kể từ sự khởi đầu nhiệm kỳ Tổng thống của Biden. Động thái trên đến chỉ vài ngày sau khi khu trục hạm USS John S. McCain hoạt động tại khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa. Một quần đảo nằm trong khu vực đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Chuyện đang thực sự nóng lên ở Biển Đông sẽ diễn biến tốt đẹp lắm đây. Và tầm này được tài trợ bởi Surfshark. Khi lên mạng, bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Surfshark để bảo vệ danh tính. Mọi việc bạn làm trên mạng đều bị theo dõi và ghi lại bởi trang web bạn truy cập và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Trong nhiều trường hợp là cả chính phủ nữa. Nếu bạn sống ở một đất nước độc tài như Trung Quốc, Nga hay Iran, Loại theo dõi này có thể khiến bạn bị giám sát chặt hay thậm chí là bị bắt. Nên tôi khuyên bạn sử dụng Surfshark để bảo vệ bản thân khi lên mạng. Khi sử dụng tính năng Clean Web của Surfshark, bạn sẽ được bảo vệ khỏi những phần mềm theo dõi cùng rất nhiều quảng cáo và mã độc. Chỉ với một tài khoản, bạn có thể xài trên bao nhiêu thiết bị tùy thích. Thử dùng ngay với bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Và Surfshark có khuyến mại đặc biệt cho các fan của Trung Quốc không kiểm duyệt truy cập surfshark.com uncensored và dùng mã uncensored để nhận khuyến mại đặc biệt gồm 3 tháng sử dụng miễn phí. Bấm vào đường dẫn dưới đây. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.